Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Có câu nghĩa tử là nghĩa tận, cứu một hạng người đã là công đức lớn, huống hồ chi là mang một người về với quê hương của mình sau khi chết. Ấy vậy mà có những người vì tiền mà lại buông bỏ đi lương tâm của mình. Câu chuyện xe tình thương lấy gần 40 triệu đồng của gia đình nạn nhân khiến ai cũng phải căm phẫn. Vậy chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Anh Đặng Quốc Đinh, 29 tuổi, quê ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đi làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, chẳng may gặp tai nạn giao thông tử vong hôm 23 tháng 3. Nhà nghèo, người thân của anh đã liên lạc với ông Quốc Đạt, đội trưởng đội SOS 115 tỉnh Bình Định để nhờ các đội từ thiện hỗ trợ đưa thi thể anh Đinh từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định. Ông Đạt kết nối người nhà anh Đinh với đội hỗ trợ mai táng không đồng. Tuy nhiên sau đó có xe đưa thi thể nạn nhân Đinh về quê lấy chi phí 39,8 triệu đồng. Anh Nguyễn Trung Lập, anh rể của Đinh, thuật lại trên báo chí. Gia đình anh liên hệ và được ông Quốc Đạt kết nối với Tèo, quê Bình Định, đang làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ mai táng không đồng. Anh nói, lúc đầu qua giới thiệu và Tèo nói xe cứu thương hỗ trợ không đồng nên gia đình yên tâm. Nhưng khi tẩm niệm xong đưa lên xe, tài xế báo tổng chi phí 40 triệu đồng. Gia đình anh đành phải chấp nhận. Cũng theo anh Lập, trước khi chở về quê, tài xế chở thi thể qua địa điểm anh Đinh gặp nạn để cúng. Tài xế sau đó kéo anh Lập ra sau xe báo giá 39,8 triệu đồng. Trong đó, tiền xe và tiền khâm liệm hết 38,5 triệu, còn 5 triệu chi trước đó vào khoản hỗ trợ thủ tục và xe chở thi thể. Lúc đó, tôi cũng có thắc mắc tại sao ban đầu hứa là sẽ hỗ trợ dịch vụ mai táng không đồng, nhưng bây giờ lại thu phí. Nhưng lại nghĩ chuyện đã rồi, thi thể đã khâm liệm xong, quan tài đang ở trên xe nên đành phải chấp nhận số tiền đó để họ đưa thi thể Đinh về quê. Thanh niên dẫn lời anh Lập. Chị Đặng Thị Diễn, chị gái anh Đinh cũng khẳng định, trước đó có người gọi điện nói sẽ có hội đồng hương hỗ trợ thi thể anh Đinh về quê bằng dịch vụ mai táng không đồng và gia đình không mất phí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, ông Trương Ngọc Hoàng chia sẻ với báo Sài Gòn Giải Phóng, gia đình anh Đinh có hoàn cảnh rất khó khăn, người cha già bị bệnh tiểu đường nặng không làm được, mẹ đầu ốm miết vẫn ráng làm ruộng. Ông bày tỏ với báo chí, Đinh là con trai duy nhất trong nhà, đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh. Em gái cũng làm công nhân. Ngoài cha mẹ già yếu thì bà nội đã bị lẫn hay bỏ nhà đi. Số tiền 40 triệu với gia đình anh Đinh là rất lớn. Khi được người khác chia sẻ câu chuyện này từ báo giới, ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ trên trang Facebook cá nhân rằng mình không hề ngạc nhiên. Ông nói rằng, vào ngày đầu tiên trong đời ông lái xe cứu thương, khi xe ông đến một bệnh viện đã bị bảo vệ xua đuổi. Sau này, khi hình ảnh của tôi được báo chí truyền tải, thì một số bệnh viện trên khắp đất nước đã tiếp nhận tôi. Thậm chí, đích thân giám đốc bệnh viện, phó giám đốc bệnh viện, giám đốc sở y tế tỉnh và lãnh đạo tỉnh ủy gặp trực tiếp tôi để động viên. Tôi được thoải mái cho xe ra vào bệnh viện. Ông nêu, ông chia sẻ những lời gan ruột quanh câu chuyện xe tình thương chở thi thể người bị nạn. Tôi chỉ có vài lời với anh em lái xe dịch vụ cứu thương và những người có trách nhiệm liên quan đến dịch vụ này. Ông trời nhìn thấy hết, lấy đủ tiền xăng và tiền khấu hao xe, ít tiền lãi là ok, ông trời sẽ cho các bạn cái khác. Nếu làm đúng như vậy thì rất nhiều may mắn về tiền bạc sẽ đến với các bạn. Còn không cứ tiếp tục như vậy thì mãi mãi không bao giờ có thể giàu có với nghề này, thậm chí bạc lắm, bạc đến nhiều đời sau. Một tin vui được ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ với bà con nghèo. Sắp tới mỗi bệnh nhi con đồng bào nghèo mà xe cứu thương 51B50934 do ông lái đưa về quê sẽ được quỹ vì đồng bào hỗ trợ 8 triệu đồng, cá nhân ông hỗ trợ 2 triệu đồng. Tôi chỉ đủ sức khỏe và thời gian để đón bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Ông Hải viết, được biết, chiếc xe chở thi thể anh Đinh từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định mang biển số trắng 51B60130. Ông Nguyễn Quốc Đạt, đội trưởng biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 Bình Định, trước đó đã kết nối gia đình nạn nhân Đinh với người tên Tèo quê ở Bình Định làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ mai táng không đồng. Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Định trả lời trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, ông Đạt khẳng định không hề có ăn chia khi giới thiệu gia đình anh Đinh với Tèo. Đạt nhận lỗi về việc kết nối một địa chỉ không đúng. Theo ông, nhiều người công kích ông Đạt trên mạng xã hội.
Cũng theo ông Cát, biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 Bình Định gần đây bị công kích trên mạng xã hội là do cách làm chưa đúng. Cụ thể, tài khoản vận động của đội có chủ tài khoản là Nguyễn Quốc Đạt nên tạo sự nghi ngờ và tính minh bạch, chưa kịp thời công khai các khoản do Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Ông Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Định cho biết. Còn Tèo, trưởng ban xe cấp cứu tình thương 24/24, trả lời báo chí qua điện thoại rằng, trước khi vận chuyển thi thể anh Đinh đã thỏa thuận trước với gia đình giá quan tài, chích thuốc ướp xác, xe vận chuyển là hết 35 triệu, số còn lại là các khoản phát sinh khác. Tèo nói, không có chuyện mai táng không đồng, sau đó lấy 40 triệu đồng, mà trước đó người nhà anh Đinh đồng ý giá cả thì phía nhà xe mới làm. Cũng theo Thanh Niên Online, anh Nguyễn Trung Lập, anh rể anh Đinh thông tin, xe mai táng không đồng chở thi thể vào tối ngày 24 tháng 3, sáng ngày 25 tháng 3 về tới huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Lúc đó, hai tài xế trên xe 51B60130 đòi số tiền 39,8 triệu đồng. Người nhà anh thắc mắc chuyện mai táng không đồng thì họ đáp mức giá đó là vì đã hỗ trợ gia đình, còn dịch vụ chở về quê bình thường sẽ hết chi phí 50 triệu đồng. Về chiếc xe tình thương biển kiểm soát 51B60130, theo hình ảnh đăng tải, xe có gắn chữ lớn 115 Việt Mỹ. Thế nhưng, công ty cấp cứu 115 Việt Mỹ khẳng định với báo Thanh Niên, chiếc xe cứu thương biển kiểm soát 51B60130 chở thi thể anh Đinh thu gần 40 triệu đồng là xe giả mạo thương hiệu công ty Việt Mỹ. Còn được biết thêm, Tèo có tên thật là Vinh, sinh hoạt trong cộng đồng xe cấp cứu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tèo từng có lần liên hệ với công ty cấp cứu 115 Việt Mỹ để xin ký hợp đồng làm dịch vụ, nhưng công ty không đồng ý. Còn chủ nhân chiếc xe cứu thương này là một phụ nữ ở đường Bông Sao, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là một câu chuyện thương tâm, người bố nuôi đứa con động kinh, ban đêm phải ngủ bên lề đường cùng với gánh hoa quả. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi kỳ sau đây. Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, trên đoạn ngã tư Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, anh Sơn mãi miết dọn gánh hoa quả, vài hộp mắm ruốc bày bán trên vỉa hè. Bên cạnh anh là cậu con trai 5 tuổi, tên Hiếu, nhìn cơ thể mập mạp nhưng hay ốm vặt do viêm phế quản, viêm phổi, thường sốt cao co giật và có tiền sử bệnh động kinh. Chị Phượng, một mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh, thường lui lại mua hàng, giúp đỡ hai bố con chia sẻ. Hồi đầu tháng, tôi có ra thăm bố con anh vài lượt, nhưng đợt này anh đi bán thất thường hơn, gọi điện cũng không được nên tôi rất nóng lòng. Bữa trước tôi ghé qua thấy anh buồn lắm, rồi kể chuyện dạo gần đây con hay trở bệnh nặng nên phải nghỉ bán liên tục. Bữa tôi ghé qua đã là 1 giờ sáng, nhưng gánh hoa quả của anh chẳng vơi đi được bao. Nhìn thằng bé nằm quấn tròn trong chiếc chăn ngay vỉa hè, thỉnh thoảng lăn lộn trở mình vì bụi bặm, tiếng còi xe mà chẳng ai cầm được lòng. Sau nhiều ngày con ốm, vào tối nay anh Sơn lại chở Hiếu đến vỉa hè quen thuộc. Anh trải tấm bạt, bày mấy chiếc xe ô tô đồ chơi cho con rồi bắt đầu dọn hàng. Nói về cuộc đời lắm nỗi buồn của mình, anh kể: tôi thường ngồi bán đến khoảng 1-2 giờ sáng. Hai năm dịch bệnh khó khăn, chưa kể con ốm đâu, nên việc trả chi phí nhà trọ mỗi tháng 900.000 với tôi là cả gánh nặng. Vợ bỏ đi từ khi bé Hiếu mới 9 tháng tuổi, tôi gà trống nuôi con từ nhiều năm nay. Vì cái đói, cái nghèo, cuộc sống luôn quanh năm túng thiếu nên hai vợ chồng thường xảy ra xích mích nên vợ bỏ đi. Tôi chỉ thấy thương và có lỗi với con. Trước đó, ông bố 55 tuổi từng theo nghề làm đá hoa cương, bảo vệ. Khi phải một mình nuôi con, anh đành đổi nghề bán vé số để đưa bé đi theo. Sau này, sức khỏe của Hiếu yếu hơn, anh đổi sang bán trái cây để con không phải rong ruổi khắp các con đường. Những ngày con trở bệnh, anh Sơn dù xoay sở đủ cách cũng chẳng thể có đủ tiền mua thuốc đầy đủ cho con. Lo lắng cho sức khỏe của con nên hai cha con thường kiếm một góc ở vỉa hè đến khi trời hết nắng mới ra bán. Những ngày bán hàng, vì cố chờ từng lượt khách mà rạng sáng anh mới dám nghỉ. Vì thế mà từ chập tối, người bố dọn sẵn chăn gối, phía dưới là tấm bạt để con nằm ngủ bên cạnh. Đến khoảng 2 giờ sáng, anh vội vàng dọn hàng rồi chở con đi xe máy thêm 30 km nữa để về nhà trọ. Bé Hiếu gần 5 tuổi, nhưng hầu hết quãng thời gian tuổi thơ lớn lên hay giấc ngủ mỗi ngày bên lề đường. Anh cũng từng đưa con đến nhà trẻ, nhưng cháu bé quấn bố nên anh lại chẳng đành. Dự định và mong ước lớn nhất của anh trong thời gian tới chính là có thể cho con đến trường trong chiếc áo phẳng phiu như những người bạn đồng trang lứa khác. Điều anh trăn trở nhất trong lòng cũng chính là đứa con thiệt thòi từ bé. Thiếu vắng tình thương của mẹ lại ốm đau liên miên, từ bé đã phải chịu cực khổ cùng bố. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả.
Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.